Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư của quý vị gửi qua email. Thứ nhất là một cháu nói về cái chuyện mà vụ thảm sát Mỹ Lai, báo chí trong nước đăng vụ này nó có hay không, hay là báo chí trong nước phía. Thì chuyện này có chứ không phải là báo chí trong nước phía. Nhưng mà nó khác có một cái như thế này là những người mà có liên quan tới cái vụ thảm sát ở Mỹ Lai đó thì bị xử, đưa ra tòa án quân sự để đưa tòa án quân sự để xử. Thì đối với, tại Mỹ này đó, và bất cứ cái chế độ nào nó cũng có cái tốt cái xấu, cái hay cái dở. Nhưng mà có điều khác biệt ở chỗ này thôi, là cái vụ này xảy ra thì báo chí của nước dân chủ mà người ta tự do, người ta đưa tin cho nên ai cũng biết cả, và những người này bị đem ra xét xử. Có chỉ khác có một cái là như Việt Nam đó, như là vụ cải cách ruộng đất nè, hay là mậu thân. Đến giờ phút này thì Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam không dám nói một tiếng về mậu thân, chỉ có nói là quân ta đánh vô chiến thắng rồi là rút ra. Tức là mậu thân cái vụ thảm sát ở Huế đó. Ở Huế đó thì không dám nói. Hoặc là gần đây nhất á, là cái vụ thảm sát Thiên An Môn của Trung Cộng đó, thì Cộng sản Việt Nam cũng không dám nói. Thì nói như vậy để cháu thấy rằng là cái sự khác biệt giữa Cộng sản và tư bản nó như thế nào nha. Và nếu mà nói về cái số nạn nhân thì cái nạn nhân ở vụ Mỹ Lai không có ăn thua gì, không có so sánh được với cái số nạn nhân, những người đã bị chết thảm sát trong cái vụ Mậu Thân ở Huế. Cái số người ở Huế thì lên tới mấy ngàn người. Và những người dân ở Huế hoàn toàn là những người vô tội, những người dân bình thường, họ không có một cái thứ vũ khí nào ở trong tay cả. Và chỉ vì một lý do nào đó mà cho đến bây giờ người ta không hiểu được, Cộng sản Việt Nam đã giết những người đó, thảm sát những người đó, chôn sống những người đó. Cho đến bây giờ thì Cộng sản Việt Nam cũng lên tiếng. Người Việt Nam giết người Việt Nam. Và thưa quý vị, chúng tôi có một cháu nói là gia đình bên Việt Nam đang sống làm việc ở Sài Gòn, mới được biết chương trình đọc báo Vẹn đây và đã xem từ đó, nên là xem lại tất cả các chương trình cũ. Xin cảm ơn cháu rất nhiều. Có một người nói là Việt Nam bây giờ nuôi một cái là đường phố Hà Nội Sài Gòn trở thành những dòng sông, thế người dân lội nước giữ thủ đô mà đau lòng. Cho nên là nhìn ông Gaddafi bị bắt từ ống cống á, các cấp lãnh đạo Việt Nam cũng tiếp thu được một tí kinh nghiệm, tức là lo sửa chữa cống cho nó thoát nước, và cũng có, nếu mà có cần thì cũng có gì để thoát thân. Cảm ơn ý kiến này rất nhiều. Rồi có một cái mẫu chuyện vui mà chúng tôi xin phép là khi nào có điều kiện thì chúng tôi sẽ dùng. Một người có gửi một bài báo, một đoạn đó là một bài báo trên báo VN Yahoo.news. Trong đoạn cái bài viết là buồn, đau xót, phẫn nộ, đó là cảm xúc bao trùm cuộc họp báo. Các tình nguyện viên và nhân viên của WWF đã mặc áo phông in dòng chữ tê giác Java tuyệt chủng ở Việt Nam năm 2010, ra đi nhưng không bị quên lãng để tưởng nhớ con tê giác cuối cùng. Thì cái việc mà bảo vệ động vật hoang dã là cái chuyện nó cũng đúng thôi. Nhưng mà người này so sánh như thế này, trong khi người ta mặc cái áo như vậy để người ta thương tiếc con tê giác, những người Việt Nam, nhân sĩ trí thức Việt Nam mặc cái áo cũng in hàng chữ để khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam thì bị bắt. Thế thì cái con tê giác nó quý hơn là Hoàng Sa và Trường Sa, là đất đai của tổ tiên. Rồi xin còn có một bạn ở Bình Định gửi cũng hơi dài, chúng tôi xin không có đọc được. Chỉ bạn này thắc mắc là đi xe mà có cái cốp xe đó, xe hơi đó, thì người ta bỏ nước trong đó, thì cảnh sát công an giao thông nói là vi phạm luật giao thông. Lý do? Người ta bỏ đồ trong cái thùng xe đó, vi phạm đó là phạt. Phạt thì thấy công an sợ quá đưa 200 ngàn. Thì rồi mới nhìn thấy là một ngày như vậy là không biết bao nhiêu xe đi ngang, và cứ nhân lên á. Cho nên là công an đi đánh góp là cái chuyện bình thường, không gì phải thắc mắc cả. Rồi một người ở bên Úc thì có nói là kể từ khi các anh đồng ý cho Đài Việt Nam Sydney bên Úc phổ biến các chương trình đọc báo Vẹm thì tôi là người được đài giao phó việc sưu tầm các chương trình đọc báo Vẹm. Và mong rằng khi nào mà nếu mà anh Hoàng Tuấn, xin lỗi anh Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn có dịp mà qua bên Úc á, thì sẽ gặp gỡ bà con, chúng tôi không biết khi nào có dịp đi sang bên đó. Và vị này cũng gửi một cái website, một cái nói là khi nào có dịp thì vô nghe cái chương trình phát thanh của bà con bên đó đó. Dạ, cảm ơn anh. Xin cảm ơn rất nhiều. Có một người nói về cái chuyện so sánh giữa chế độ cũ và chế độ mới, tại vì trong nước người ta có viết bài Sài Gòn xưa và nay đó. Thì cái chuyện mà so sánh thì cũng khá dài, thì chúng tôi cũng thông báo là chúng tôi có nhận được cái thư của vị này. Kính chúc hai anh mau thất nghiệp để về thăm quê hương Việt Nam tự do. Chúng tôi cũng mong điều đó vô cùng. Và nói chứ
Không biết là khi ông có chuyện của ông Gaddafi đó, ở trong nước có ai bị chột dạ không? Còn xin lỗi, hỏi riêng hai anh là người dân trong nước gửi mail cho Đọc Ba Vẹm có thể bị đọc lén không? Tôi chỉ sợ trả thù. Thì chúng tôi từ trước đến giờ chúng tôi nhận được rất nhiều email trong nước gửi ra, thì cho tới giờ phút này thì mọi chuyện tương đối là suôn sẻ. Xin mời người cô. Dạ vâng, bài báo đầu tiên chúng tôi xin đọc cùng với quý vị là một bài báo của VN Express. Năm 2012, công chức sẽ sống được bằng lương tối thiểu. Hai chữ sống được ở đây trong ngoặc kép. Ủa, như vậy rồi hồi trước giờ rồi công chức sống bằng cái gì anh? Tại sao anh hỏi tôi? Ủa, tức là sẽ sống được thôi, sẽ sống được là hiện tại đó. Dạ. Hiện tại và trong quá khứ đó. Dạ. Ủa, về công chức sống bằng cái gì? Ồ, anh đừng hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không thể trả lời được. Tôi chỉ đọc báo thôi. Ok. Vâng, thưa quý vị, thực sự khi đọc một cái nhan đề của cái bài báo này chúng tôi cũng ngạc nhiên. Mấy chục năm xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta bây giờ đã giàu mạnh rồi. Mà tại sao đến năm 2012 thì công chức sẽ sống được? Sẽ sống được. Bằng lương tối thiểu. Thế thì mấy chục năm rồi công chức uống nước lã đi làm việc hay sao vậy? Người ta nói rất nhiều về cái tai nạn tham nhũng, cửa quyền, móc ngoặc, tham ô lãng phí ở Việt Nam. Thưa quý vị, cái mà căn bản nhất là tại vì cái đồng lương của người công chức họ không đủ sống, cho nên là họ phải tìm cách để sống thôi. Họ phải, nếu mà đồng lương không đủ sống thì họ phải tìm chỗ này tìm chỗ kia, tại vì người ta phải sống, không thể đồng lương cái bản năng sinh tồn mà. Yeah, người ta phải sống thôi, và người ta sẽ làm đủ mọi cách để người ta có thể sống được. Và người ta nhìn thấy những cái ông cấp trên ấy, nếu mà xét cho cùng ấy, thì đồng lương của mấy ông ấy cũng không đủ sống nếu mà theo quy định của chính phủ, của nhà nước, cái mức lương của công chức ấy. Mà sao mấy ông vẫn sống được, sống đồng sống quen, xây nhà ấy à? Cho nó chỉ khác biệt như thế này là công chức đó người ta không đủ sống. Chúng tôi biết ở Việt Nam có những thầy giáo, cô giáo sau khi giờ dạy đó. Yeah. Có người đi bán bánh chuối, có người đi chạy xe ôm, làm những công việc khác đó là phải bươn chải để kiếm sống. Nhưng mà còn những ông lớn đó thì không những là sống đủ, sống no, sống dư mà sống thừa, và còn có rảnh rang là chiếc gậy Trường Sơn năm xưa bây giờ thành chiếc gậy đánh golf. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết dự kiến năm 2012 đến 2014 sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đáp ứng với mức sống tối thiểu của người lao động. Một số khoản phụ cấp sẽ được đưa vào lương. Bên cạnh đó là cái tiêu đề của một số những bài báo đã đăng được đăng trước đây ở trên VN Express là công chức trẻ làm thêm kiếm sống. 98% ý kiến công chức kêu lương thấp hơn 1.300 công chức bảo hiểm xã hội bỏ việc. Tức là cái tình trạng mà công chức được trả lương quá thấp thì nó quá phổ biến, mà ai cũng biết cái chuyện đó, dân kêu ca, mọi người cả nước cũng biết. Và những người công chức là gì? Là những người gần gũi nhất với các ông đảng, với ông cầm quyền, với ông chức quyền trong nước, tại vì công chức là những người làm việc dưới quyền của họ. Một cái đồng lương không đủ sống. Những người như vậy đồng lương không đủ sống mà mấy ông thấy mà mấy ông không giải quyết thì làm sao nó có chuyện mà giải quyết cho những người dân bình thường khác, những người không phải là công chức, phải không ạ? Cho nên là thường thường đó. Uh-huh. Tôi nghĩ là các ông có thấy chứ. Uh-huh. Nhưng mà nó đấy, làm việc cho nhà nước là phải bươn chải. Oh. thế là chúng mày bươn chải cái việc của chúng mày, còn chúng ta lớn thì chúng ta bươn chải việc của chúng ta nha. Mà chưa hết, thưa quý vị, mấy phần đầu của bài báo thôi chúng tôi đọc, chúng tôi xin lỗi quý vị đã cảm thấy là bức xúc rồi. Ông Bộ trưởng Nội vụ, ông ấy cho biết là dự kiến năm 2012, tức là năm nay chưa có làm gì hết á. Dự kiến thôi. Đói mấy chục năm rồi, mà chúng ta biết là dân đói rồi, mà cho đến năm nay vẫn chưa làm gì. Dự kiến là 2012 đến 2014, không biết là còn sống đến ngày đó để nhưng bao nhiêu người công chức còn sống đến ngày hôm đó không, thì sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu, đáp ứng mức sống tối thiểu. Và họ có một cái kế hoạch đàng hoàng, mất 2 năm để nghiên cứu. Chúng tôi không biết là họ làm ăn như thế nào, không biết nữa. Cái mức lương tối thiểu của người dân, tức là theo cái quy định, theo cái luật pháp á, thì họ có luật làm hại. Theo bộ luật lao động, theo bộ luật lao động ấy, thì lương tối thiểu là mức lương cơ bản bảo đảm cho người lao động làm việc công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường, bù đắp sức lao động giản đơn, một phần tích lũy tài sản sức lao động mở rộng và được dùng làm căn cứ để tính mức lương loại lao động khác. Đại khái là một người đi làm với cái sức lao động căn bản như vậy thì họ sẽ được trả lương như thế nào theo cái quy định đó. Và cái quy định này á, là cái mức lương tối thiểu là phải cho người ta đủ sống. Và người ta có dư một chút đỉnh để dành, mà mốt lỡ là có cái chuyện gì đau ốm chẳng hạn như vậy, để mà tiết kiệm. Thì bây giờ tính ra cái mức lương của người dân bây giờ tính bao nhiêu, bao nhiêu người dân Việt Nam có nhu cầu đâu có cao đâu, phải không ạ? Nó chỉ có đâu có cần phải nhà đâu có cần nhà lớn ở giữa phố Hà Nội đâu, phải không ạ? Đâu cần nhà 5-7 tầng đâu, phải không ạ?
đâu cần phải có dinh lũy rồi như ông Nguyễn Tân Dũng đâu, đâu cần đâu phải không ạ? Không cần phải nuôi cháu bự. Người ta chỉ cần những cái rất là đơn giản, hai bữa ăn trong một ngày sống thôi, phải không cơ? Nếu mà có nhà rồi thì tốt, mà nếu mà chưa có nhà thì mình có cái tiền để thuê mướn một cái chỗ mình ở để trú thân qua ngày thôi sống. Chúng ta nghĩ rằng người lao động ở Việt Nam, người công chức Việt Nam, người ta cũng cầu mong những cái điều rất là bình thường cho cuộc sống, một bữa cơm hai ngày no đủ thế là mừng rồi. Thì có cái gì đâu phải nghiên cứu 2 năm vẫn chưa ra cái mức lương tối thiểu của người dân là bao nhiêu? Nhưng cái chuyện này thì lúc nãy trong cái thư của một người nó so sánh cái chuyện mà Sài Gòn xưa, Sài Gòn nay đó, thì có nhắc tới cái chuyện là ngày xưa một người công chức á, đi làm có thể là nghĩ nhiên công chức cũng phải là lương cũng không, lương không có nhiều, nhưng mà gia đình mà sống kiểu mà căn bản đó, biết chi tiêu đó thì cũng đủ sống. Như ngày xưa Hoàng tôi cũng thấy có những người giáo viên ngày xưa đó, dĩ nhiên là thì nhà giáo thì thời nào cũng nghèo, thì người ta sống không có được dư dả rộng rãi, nhưng mà ta không có đói, người ta vẫn có thể lo có cơm cho ăn cho vợ cho con, phải không ạ? Giờ không làm triệu phú được, nhưng mà ít nhất cũng đủ sống trong khi mà mình lãnh lương về, cái số lương đó đủ bảo đảm cái gọi là cái đời, bữa, đời sống là căn bản cho gia đình. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa người ta không có xây dựng xã hội chủ nghĩa, người ta không có ta làm lụng tùy sức, ăn tiêu tùy tần. Thế mà là đời sống và thời kỳ chiến tranh rồi. Ở giữa Hà Nội trổ tài mổ trâu, trâu nổi khùng hút điếc loạn. Nên là ở Hà Nội có một cái nhà hàng là nhà hàng Lộc Vừng, nổi tiếng là có món đặc sản là thịt trâu. Thế thường có trâu bò thì người ta mổ phải đem vô lò. Nhưng mà nhà hàng này đặc biệt là mổ ngay phố. Ủa, thế chính quyền địa phương ở đâu rồi vấn đề về sự an toàn sao? Chính quyền địa phương là khách hàng cũng là có nhiều khi là chúng tôi cũng lại là chúng tôi lại xin cái món thịt trâu. Hay là có phần hùn với chủ tiệm? Không, không cần có phần hùn. Mà chỉ cần muốn là ghé qua là được chiêu đãi một tí thì cũng đỡ. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội rồi là công trình ngàn năm Thăng Long mà bây giờ đem con trâu ra giữa mổ. Mổ mà mổ nó không chết, cho nên nó mới nổi khùng, nó hút điên loạn. Mổ ở giữa phố? Mổ thì mổ ngay cái tiệm có tên là Lộc Vương nè. Giữa Hà Nội trổ tài mổ trâu, trâu nổi khùng hút điên loạn. Thì người ta nói là con trâu này con trâu điên. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là con trâu nó không điên. Mà chỉ có người ta mới điên thôi, mấy cái ông mổ mới là điên. Sao vậy? Thì con trâu á, đâm nó, giết nó chết. Thì nó thoát ra nó phải chạy thôi. Nó chạy tự nhiên, có một cái phản ứng tự nhiên của nó phải gặp người này người kia nó hút thôi. Nếu mà giết nó mà nó vẫn nằm im cho giết á, thì con trâu đó nó mới là điên. Cho nên tôi cũng biết là giữa Hà Nội đó nha, mà người ta đem con trâu rồi ta mổ để cho nó chạy lung tung. Thế đấy là thủ đô là ngàn năm văn vật và mới vừa rồi là người ta có cái công trình nghìn năm Thăng Long của mình. Một lát nữa khi trở lại phần 2 thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị, xin quý vị giữ màn hình. Thưa quý vị, cái chuyện mà tôi đọc như thế này, đó là ở Hà Nội thì 36 phố phường nó có phố Hàng Mã đó. Thì có một người nông dân, người ta mới ra Hà Nội đi, thì hôm đó đến phố Hàng Mã. Thì trời nó là chập choạng là thấy trời ơi, thấy hình tượng là nhiều quá. Thì Hàng Mã mà. Thế thì người này cái là sợ quá là bẩm quan lớn ạ. Bẩm quan lớn ạ. Thì mới vừa bẩm như thế thì trời là ông lại đổ mưa. Đổ mưa thì những cái Hàng Mã đó nó lại rách đi. Nó lộ ra toàn là khung tre không. Ôi giời ơi, mới nhìn thì tưởng là quan lớn, nhìn kỹ ra toàn là một cái lũ bù nhìn. Anh thấy cái chuyện này, người dân Hà Nội người ta có cái chuyện này hay vô cùng. Người nông dân thôi. Chúng tôi khi mà đọc cái cho nó, Hoàng Tuấn rất là thích thú cái này. Mới nhìn thì cứ tưởng là quan lớn, mà khi có việc thì trông kỹ ra là toàn một lũ bù nhìn. Hay quá, hay vô cùng. Áp dụng cho ai đây? Người chết ký hồ sơ đất đai. Cái này là cải tử hoàn sanh à? Anh cứ bình tĩnh nghe chúng tôi đọc báo lề phải đàng hoàng, báo Tuổi Trẻ online đó thưa quý vị. Ngày 21 tháng 10, ông Nguyễn Văn Một, bí thư đảng ủy xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã yêu cầu ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính xã phải giải trình về phản ánh của ông Huỳnh Quang Trưởng ở ấp Mỹ An A, cho rằng ủy ban nhân dân xã làm giả hồ sơ để tách thửa lấy đất của ông, tức là chia ruộng đã lấy đất của ông đấy. Theo tài liệu thì ngày 27 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tịnh An lập bản mô tả ranh giới, mốc giới một thửa đất có diện tích là 133,6m2 với mục đích xác lập đất công, chuẩn bị xây dựng trụ sở ấp. Trong hồ sơ thể hiện 4 chữ ký của những hộ giáp danh. Tuy nhiên, chỉ có hộ ông Đinh Văn Hóa ký thật, cá nhân ông Trưởng thì không ký.
Và ở đây không có hộ nào tên Huỳnh Văn Trường như hồ sơ ghi. Đặc biệt là bà Lê Thị Nhung chết ngày 21 tháng 3 và ông Dương Văn Mạnh chết ngày 22 tháng 4 đều có giấy chứng tử thì vẫn cứ có chữ ký trong hồ sơ này. Rồi, anh giải quyết đi. Anh giải trình đi. Ở Việt Nam tôi nghĩ là cho nên làm cái đề tài luận án tiến sĩ và y khoa tức là người ta đã chết rồi mà vẫn cho người ta ký giấy được. Có thể có hiện tượng lạ xảy ra ở nơi đây. Đây là ngay trong xã này, trong ấp này rất là gần gũi nhau đấy. Những người có tên trong này là ai cũng biết hết á. Tại vì trong thiếu bà ở một nơi xa lạ phải không? Ở miền Trung hay miền Bắc? À, miền tỉnh Tiền Giang anh, ở miền Mỹ Tho. Dạ vâng. Thì thường thường thôn xóm ở Việt Nam thì gần gũi nhau, người ta cũng biết. Thế mà đã chết rồi. Chết tháng 3 mà tháng 4 vẫn còn. Tháng 3, tháng 4 rồi. Mà bây giờ đến 21 tháng 10, ngày 27 tháng 4 thì vẫn có chữ ký đàng hoàng. Tức là tháng 3 chết và tháng 4 vẫn chữ ký. Mà ngay ở trong xã, trong ấp với nhau, những người đó là những người hàng xóm láng giềng biết nhau hết. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo trên báo Dân Việt. Thì chúng tôi cũng xin cảm ơn một bạn ở Hà Nội đã có gửi những cái link này. Hàng trăm sinh viên đỗ đại học do gian lận. Hàng trăm sinh viên không đủ điểm vẫn đỗ từ hai mùa tuyển sinh 2009 và 2010 tại trường Đại học Lao động Xã hội. Vừa được khơi ra đã làm dư luận hết sức ngạc nhiên và lo lắng. Tức là thưa quý vị, đến bây giờ năm 2011 mà đã đổ năm 2009 và 2010 là cái này là bị khơi ra đó nha. Tức là còn những cái vụ không khơi ra nữa thì người ta bài báo nói rất nhiều về cái chuyện mà người ta nói phụ huynh cũng lo lắng bởi vì hàng sinh viên đổ đại học mà do gian lận. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi thấy cái chuyện này nó bình thường. Chúng tôi cũng rất nói cái gì vậy? Chúng tôi cũng rất là thông cảm cho các bạn sinh viên. Tức là khi các bạn đó đi thi đại học á, tức là cũng đã học hết lớp 12 rồi, thì ít nhất cũng có một cái trình độ rồi, thì đi thi đại học gian lận, thì dĩ nhiên là phải có cái bằng đại học thì mới có cái cơ hội mà kiếm sống được. Thì chúng tôi rất là thông cảm cho các bạn sinh viên ở trong nước, chúng tôi không trách các bạn được, bởi vì lên cái đại học mà gian lận thì đâu có sao đâu, mà quý vị cũng biết là trong nước là có những người là không biết một chữ tiếng Anh, tiếng Anh bẻ làm đôi không có, mà đậu bằng tiến sĩ nước ngoài, tiến sĩ nước Mỹ. Cái đó mới là ghê gớm, cái đó mới là đáng nói. Rồi có những người là có bằng cấp thế này thế khác, thì tuy ra thì không phải của cái trường, không phải của một cái trường chính thức, là người đẹp đấy nhá, đại diện để làm đại sứ du lịch, thế người ta khui ra là một cái trường nó dạy chó. Là người nổi tiếng đó, người đẹp đó, là người đẹp có tên Việt Nam mà vì cái tinh thần quốc gia dân tộc mà lấy một cái tên rất rất là giống Tàu, Lý Nhã Kỳ. Mà người ta truy ra là cái trường mà cái cô bảo cô tốt nghiệp á, là trường nó dạy chó. Rồi có một cái nguồn tin của một cái hãng thông tấn là chúng tôi nhớ không rõ năm vừa rồi, một nguồn tin từ nước ngoài khen ngợi thủ tướng Việt Nam. Rồi cuối cùng là cái tin nó lấy từ một công ty rác. Cho nên là các bạn sinh viên cứ việc an tâm. Nó thì cứ trong nước bây giờ vô tư, mình đã học lên tới đại học rồi thì gian lận tí cũng chả sao. Ngày xưa trong nước chúng tôi đã chứng kiến có một người là đảng viên đó, là từ ở ngoài Bắc vô Nam, đi vô giải phóng miền Nam đó, giải phóng xong rồi cái lại là ở miền Nam luôn, không có chịu về miền Bắc. Thì bà vô tìm một cửa hàng sách, nhà nước thì ăn cắp sách để bị người ta bắt được. Thì bà nói chứ lấy trộm sách là lấy trộm tri thức. Những người mà đi ví dụ như là trộm tiền trộm bạc đó mà là nó mới là đáng trách. Còn người ta đi lấy trộm sách là lấy trộm tri thức, đấy là cái việc đấy nó cao cấp hơn. Kinh tế đáng nghe phải được tin dùng mới phải không ạ? Cho nên các bạn sinh viên là cứ việc vô tư. Ở Việt Nam đi bộ cũng tắc là cũng nghẹt đấy, cũng nghẹt đường, đường đấy. Vấn đề giao thông hiện mấy ngày hôm nay thì nếu mà quý vị đọc gọi là báo mạng nhiều đó thì thấy người ta đang đưa cái vấn đề mà phải đổi cái giờ học đi làm sao nó trái giờ nhau để tránh cái nạn kẹt xe đó. Thì vấn đề giao thông hiện tại Việt Nam là quản lý ghi nhận chứ không được điều hành. Tức là cái vấn đề là có vấn đề quản lý ghi nhận chứ không được điều hành cho đúng. Bảng stop là dấu hiệu giao thông quan trọng nhất nhưng hầu như không được sử dụng. Không ai stop. Hoặc là người ta không có bảng. Những cần chỗ, nếu mà quý vị sống ở trên đất Mỹ
thì quý vị thấy rất là rõ ràng là cái bảng stop đi chỗ nào cũng có, tại vì nó rất là quan trọng, đi những khúc đường mà hai đường chập vào với nhau, cắt ngang nhau mà không có những cái bảng stop hay không có. Dĩ nhiên là đèn xanh đèn đỏ là chính rồi, nhưng mà nếu mà không có những cái đèn xanh đèn đỏ thì có cái bảng stop cho nó rõ ràng. Nhưng mà cái bảng stop nó, tôi nghĩ là nó không nhầm nhò gì cả, vì chính người Việt Nam sang nói như thế này nè, đèn đỏ đứng lại thì đằng sau nó chửi. Đằng sao vậy? Mẹ không có công an thì đi đi, ngu thấy mẹ đứng làm gì. Nó chửi trò. Nhưng mà cái này người ta nói lý thuyết ra thì cái bảng đối với cái vấn đề mà gọi là quản lý giao thông đấy, thì cái vấn đề cái bảng stop nó rất là quan trọng, cái bảng quan trọng nhất mà lại không ít sử dụng nhất ở Việt Nam, thì làm sao mà giải quyết được. Ông bộ trưởng giao thông cũng nói dài lắm, nhưng mà thôi chúng tôi đọc ít thôi. Ở ta đi bộ cũng kẹt chứ không phải cần đi xe, như vậy chả lẽ đi cấm đi bộ sao? Điển hình là những lần hội hoa xuân, bắn pháo hoa, lễ hội lớn, các sân vận động bóng đá, vân vân. Vì thế có thể nhận ra căn nguyên nằm ở yếu kém trong tổ chức và con người. Ý ông muốn Thanh Minh Thanh Nga là cái số lượng xe Việt Nam lớn, nhưng mà nếu mà mình biết cách quản lý thì biết cách điều hành và cái ý thức xã hội, thì nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là cái luật lệ nó phải rõ ràng thì người dân thì mới tránh được cái cảnh nạn kẹt xe. Chứ các nước khác người xe người ta cũng nhiều, xe người ta cũng đông, dân số người ta cũng đông, mà tại sao người ta cũng bị kẹt xe như mình? Nó phải có lý do của nó. Cái bài báo rất là dài, không biết là mình còn có thời giờ không anh Hoàng Tuấn, còn bài báo khác không, có nhiều đoạn rất là lý thú. Thôi thì bây giờ nhân anh nói về cái chuyện mà giao thông đó, thì hôm trước ông bộ trưởng Đinh La Thăng á, ông nói về cái vụ mà cấm nhân viên đến góp á, thì bây giờ là anh biết ở bên khi mà ông nói như vậy đó, thì ở bên tư pháp người ta lên tiếng, người ta cự nữ. Sao vậy? Nói cái việc đó không đúng, cái đó là cấm người ta trong ngày thường thì đúng rồi, còn cuối tuần mà cấm người ta nữa là đúng không được. Cái giờ nghỉ là cái giờ riêng của người ta, người ta muốn sử dụng trong cái vấn đề. Nhưng mà những người mà bên vực á, bên vực cho bên tư pháp á, và chống đối ông Thăng thì bảo rằng là như thế này, làm như thế là vi phạm quyền con người. Đúng rồi. Quý vị, không cho đánh góp lại vi phạm quyền con người, còn đi biểu tình chống Trung Quốc đạp vào mặt thì không có vi phạm quyền con người. Đi biểu tình chỉ đội cái nón lá để Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam thì công an tới lôi kéo thì nhốt vào tù, nhốt mấy ngày mới thả ra thì không vi phạm quyền con người. Thế thì Việt Nam bây giờ không, nhưng mà không được đánh góp á thì vi phạm quyền con người. Thôi thì từ cái việc chuyện về Việt Nam, chuyện sâu, chuyện nghĩa thì còn dài dài, và chúng tôi cũng mong chấm dứt cho nó sớm cho rồi, nhưng mà đành phải như vậy thôi. Bây giờ chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chương trình Đọc Báo Vẹm do Quê Hương Media thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.